Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Việt Nam. Đức trục xuất đại sứ và đại diện tình báo Việt Nam. Theo tờ báo Financial Times vào ngày 2 tháng 8, loan tin Đức đưa ra thời hạn 48 tiếng buộc đại sứ Hà Nội và viên chức trưởng cơ quan tình báo Việt Nam tại Berlin phải rời khỏi Đức sau khi xảy ra vụ việc một cựu quan chức dầu khí Việt Nam là ông Trịnh Xuân Thanh được nói là bị mật vụ Việt Nam sang tận Đức bắt cóc rồi đưa lậu ra khỏi nước này. Theo tờ Financial Times dẫn lại nguồn của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam nói là ông Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú với cơ quan Công an Cộng sản tại thủ đô Hà Nội hôm thứ Hai vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Trước đó khi còn ở Đức, ông Trịnh Xuân Thanh vừa lo chống bị trục xuất vừa tìm quy chế tị nạn. Bộ Ngoại giao Đức vào ngày 2 tháng 8 ra thông cáo cho biết sau khi có bằng chứng rõ rệt hơn và đủ căn cứ không còn nghi ngờ gì về việc các cơ quan và đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có dính líu đến vụ bắt cóc công dân Việt Nam ngay tại thủ đô nước Đức, phía ngoại giao nước sở tại triệu đại sứ Việt Nam đến vào ngày 1 tháng 8. Ngoài thời hạn rời khỏi nước Đức đưa ra đối với các cơ quan, đối với các quan chức Cộng sản Việt Nam có liên quan trong vụ việc này, phía Bộ Ngoại giao Đức cũng ra thời hạn 48 tiếng đồng hồ, Việt Nam phải chấp nhận yêu cầu đưa ông Trịnh Xuân Thanh trả lại Đức. Thời hạn chót cho yêu cầu này là vào trưa ngày 2 tháng 8, thưa quý vị. Cập nhật tình hình dịch sốt xuất huyết tại Việt Nam. Thủ đô Hà Nội thông báo ca tử vong thứ 5 do sốt xuất huyết trong một đợt dịch năm nay. Một viên chức của Sở Y tế Hà Nội là ông Phó Giám đốc Sở Hoàng Đức Hạnh vào ngày 2 tháng 8 xác nhận tại thành phố Thủ đô đã có nạn nhân thứ 5 chết vì sốt xuất huyết. Nạn nhân là một nam giới 61 tuổi ở đường Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, phải nhập viện vào ngày 24 tháng 7 và qua đời sau 2 ngày điều trị tại đó. Hà Nội còn cho biết từ ngày 24 đến 30 tháng 7 vừa qua, trên toàn thành phố có hơn 2.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Còn từ đầu năm đến nay, ở thủ đô Việt Nam có gần 9.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tại các thành phố lớn và đông dân nhất Việt Nam, thành phố Sài Gòn sốt xuất huyết cũng đang vào mùa và từ đầu năm đến nay ghi nhận gần 12.000 trường hợp mắc bệnh dịch này. Vào ngày 2 tháng 8, Sở Y tế thành phố có tổ chức cuộc giao ban với các quận, huyện và đưa ra ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 7 năm nay tăng 46% so với tháng 6. Tại Sài Gòn, có 4 người chết do sốt xuất huyết từ đầu năm cho đến nay. Tỉnh Hà Nam vào ngày 1 tháng 8 cũng công bố dịch sốt xuất huyết tại địa bàn tỉnh này, mặc dù cho đến khi công bố dịch tại tỉnh Hà Nam chưa có bệnh nhân sốt xuất huyết nào tử vong. Trong khi đó, chương trình mục tiêu dân số giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt thì đến năm 2020, khống chế tỷ lệ chết và mắc hàng năm do sốt xuất huyết gây nên là dưới 0,09%. Hà Nội tăng đàn áp bất đồng vì Tổng thống Hoa Kỳ ít quan tâm. Việt Nam đã tăng cường đàn áp giới bất đồng trong một chiến dịch trấn áp lớn nhất tính từ nhiều năm nay. Mà giới hoạt động nói là do thái độ thiếu quan tâm về vấn đề nhân quyền của chính quyền Tổng thống Trump. Theo hãng tin Reuters hôm 2 tháng 8 đưa tin, chiến dịch đàn áp leo thang trong thời gian dẫn tới hội nghị APEC diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump. Một nhà quan sát tình hình Việt Nam khuyến cáo Hà Nội chớ nên phớt lờ vấn đề nhân quyền và dân quyền vì bất cứ nước nào muốn phát triển lâu dài đều phải chú trọng tới các quyền này. Gần đây thì một số nhà hoạt động tại Việt Nam được thế giới biết tiếng đã bị tuyên những bản án tù lâu năm như blogger Mẹ Nấm và nhà hoạt động môi trường Trần Thị Nga. Gần đây hơn, 4 nhà hoạt động gồm mục sư Nguyễn Trung Tôn, ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trội và luật sư Nguyễn Bắc Tuyển bị bắt giữ. Mặc dù Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố vẫn tiếp tục nhấn mạnh tới Hà Nội rằng các mối quan hệ song phương sẽ tùy thuộc vào những tiến bộ về nhân quyền, nhưng theo Reuters, thái độ lơ là và quyết định của Tổng thống Donald Trump rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã triệt tiêu động lực để nhà nước Cộng sản Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền trong nước. Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine là một nhà quan sát tình hình Việt Nam, nói một nước muốn phát triển phải chú trọng tới nhân quyền và dân quyền, dù là có sức ép từ bên ngoài hay không, thưa quý vị. Vừa rồi là các phần tin tức buổi sáng trên đài truyền hình Việt Mỹ ngày hôm nay. Quốc Dũng và Jenny xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc thật vui, an lành và hạnh phúc.